Việt Nam 2019, Top 10 Miss Grand International 2019, Nguyễn Hà Kiều Loa. Thank you.
Mà vừa hai Ô sao Mà vừa hai Mà vừa hai nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức hình rất là tuyệt vời cùng với chủ tịch và phó chủ tịch của Miss Grand International cùng với các bạn. Hãy cùng tận hưởng thời gian vui vẻ tại Việt Nam các bạn nhé.